Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 16 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi thứ 3 ngày 16 tháng 3 năm 2021, người tuổi Tý may mắn cát tường, cả về tình duyên và tài lộc đều thịnh vượng. Tý hợi tương hội, bản mệnh có thể sẽ đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng. Có nhiều cơ hội để con giáp này tiếp xúc với người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm có thể không đến quá nhanh nhưng đủ để con giáp này cảm thấy an tâm, bạn hài lòng với hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Thiên tài xuất hiện trong ngày hôm nay cho thấy bản mệnh cần cố gắng sắp xếp thời gian làm việc để có thể có được thời gian rảnh rỗi, đủ để bạn làm thêm nghề tay trái, thu nhập từ đó cũng khá lắm đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý Kim, may mắn cả về tình duyên và tài lộc. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy cần nhanh tay nắm giữ cơ hội đến với mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa. Chớ nên để bản thân phải chịu thiệt thòi. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ cần hiểu điều mình thực sự mong muốn là gì. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc có nhiều vấn đề chưa thực sự được giải quyết. Sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm. Con số may mắn, 1-3. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu Thân Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Vận trình của người tuổi Sửu gặp cục diện ngũ hành tương hội, giúp cho tuổi Sửu có được nhiều niềm vui trong ngày mới. Con giáp này dễ nhận được những món quà bất ngờ từ phía người ấy. Những hiềm khích, mâu thuẫn tan biến trong chớp mắt. Tỷ kiên chiếu mệnh có lẽ công việc trong ngày của con giáp này đang có nhiều vấn đề khá bức thiết. Bản mệnh mong muốn nhanh chóng giải quyết những chuyện còn tồn đọng nhưng e rằng lại, chữa lợn lành thành lợn què. Bản mệnh có chính kiến, có năng lực nhưng đôi khi bạn lại đang quá cố chấp nên không hiểu hết được những gì mà người khác góp ý, cứ một mình một ý làm việc nên có khi mất thời gian mà chẳng được lợi ích gì. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nên tập trung giải quyết công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, cố chấp sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, tình cảm không thể cưỡng ép được. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, hạnh phúc đã đến gần, đừng vội buông tay. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, ai cũng có những lúc cảm thấy khó khăn. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn 27. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng nâu. Quý nhân phù trợ Tuất Mão, Hợi. Người tuổi Dần thứ 3 này đang được quý nhân lục hợp chỉ lối dẫn đường nên vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh tinh tế cảm nhận được những biến đổi trong tình yêu để có thể nắm bắt được kịp thời. Giữa bạn và người ấy giờ không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao, chẳng chuyện gì là không thể nói với nhau. Những chú hổ có thể sẽ đạt được thêm bước tiến cao hơn nữa trong mối quan hệ hai người. Chính quan hiệp sức, công việc của tuổi Dần tiến triển khá tốt. Bản mệnh biết lợi dụng những thế mạnh sẵn có của mình, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc ngay khi có thể. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, công việc tiến triển tốt ngoài mức mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, có nhiều điểm chung giữa hai người. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nên hiểu và thông cảm cho đối phương. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, có nhiều chuyện cần phải giải quyết linh hoạt. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn 48. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đen vàng. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của tuổi Mão có vẻ sẽ đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong chuyện tình cảm, nhưng e rằng lại gặp thất bại trong công việc khi không lường trước hết được những vấn đề có thể gặp phải. Con giáp này dễ dàng rơi vào lưới tình khi mà chính bạn cũng không thể ngờ được rằng mình có thể trúng ngay tiếng sét ái tình từ phút đầu gặp mặt. Người ấy dù mới gặp nhưng đã cho bạn cảm giác thân thuộc như quen biết lâu ngày.
Thiên quan cảnh báo nguy cơ gặp tiểu nhân, nhưng có vẻ tuổi Mão không hề lường trước được hết những mưu mô xảo trá mà kẻ xấu bụng này có thể nghĩ ra, cuối cùng công sức của mình làm ra lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, đừng quá cố chấp mà mắc sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, tiểu nhân gây họa khiến bạn điêu đứng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, tình yêu chẳng thể nào có thể nói dối. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, đừng ngại dù mọi thứ xảy ra khá nhanh. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, hãy nắm giữ ngay hạnh phúc khi nó đến. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 29. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tiếp tài nhập cục, tử vi khoa học cho thấy người tuổi Thìn vẫn đang mù mờ trong cách quản lý tài chính của mình. Hôm nay bạn có thể vung tay tiêu hết một số tiền lớn mà chẳng hề suy nghĩ gì. Cũng chính bởi thói quen chi tiêu bạt mạng này mà những chú rồng dễ lâm vào cảnh túng thiếu, vay mượn nợ nần đó. Bạn cần phải lên kế hoạch tiết kiệm cho mình, kiếm tiền có lúc nào là dễ dàng đâu cơ chứ. Thủy khắc thổ, có nhiều vấn đề nảy sinh trong gia đình của con giáp này. Tuổi Thìn cố chấp chẳng chịu lắng nghe nên dường như tình cảm bị đóng băng, chẳng ai muốn nói chuyện với ai, không khí gia đình căng thẳng vô cùng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, tiền bạc càng ngày càng tổn hao. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, tình cảm không được đền đáp lại. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, dễ gặp vấn đề về tài chính. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong âm thầm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Hung cát đan sen, tử vi hôm nay của tuổi Tỵ cho thấy đường tình duyên của bản mệnh có những dấu hiệu không được tốt lành cho lắm. Tỵ Hợi tương xung, mâu thuẫn bùng nổ nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của bạn. Người ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình, đôi bên tranh cãi và có thể sẽ nói ra những lời nói tổn thương tới đối phương. Chỉ tới sau này khi nghĩ lại, bạn mới thấy hối hận vì mình đã mất bình tĩnh đến thế. Chính ấn nhắc nhở con giáp này hôm nay đừng để cảm xúc lấn át hết lý trí mà hãy tập trung sức lực vào công việc thì sẽ tốt hơn. Đang có rất nhiều cơ hội chờ đợi bạn, muốn thăng tiến thì đừng ngại lăn xả vào công việc. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, cần phải tỉnh táo để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đừng để lời nói lúc nóng giận làm mình hối hận về sau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, có chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh suy xét. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, công việc đang tiến triển rất tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, hiểu và thông cảm cho nhau. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 69. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ đang được thiên ấn dẫn dắt nên những rắc rối trong công việc có thể được tháo gỡ nhanh chóng. Bản mệnh có những suy nghĩ mới mẻ và sáng tạo, giúp cho bạn có được những hướng đi hoàn toàn khác. Cấp trên có vẻ khá ấn tượng với những gì bạn làm được và có ý định thử thách con giáp này thêm một thời gian nữa trước khi giao thêm trọng trách cho bạn. Hãy cố gắng để phát huy hết năng lực của mình nhé. Thủy hỏa bất dung, những bất hòa do chuyện đối nội đối ngoại giữa hai vợ chồng càng ngày càng lớn hơn. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung và quy kết tội lỗi cho đối phương mà chẳng hề chớp mắt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, tình cảm xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, có nhiều vấn đề cần bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, nên đào sâu suy nghĩ để tìm hướng đi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, công việc đang có nhiều bước tiến lớn. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao.
Con số may mắn, 58. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Vận trình Mùi Hợi bán hợp tử vi ngày 16 tháng 3 năm 2021 cho thấy chuyện tình cảm của bạn đã dần chín, hãy cân nhắc để đi tới bước tiếp theo, đừng để cho thời gian cứ mãi trôi mà đôi bên chẳng xác định được tương lai cho mình. Nếu có ý định gây dựng hạnh phúc bền lâu, bạn và người ấy có thể lên kế hoạch để về ra mắt hai bên gia đình tìm thời điểm thích hợp để nên duyên đôi lứa. Chớ nên để cho thời gian làm tình cảm phai mờ. Tỷ kiên xuất hiện trong ngày, bản mệnh cần phải bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định, nhất là trong công việc. Cố chấp có thể khiến bạn mắc phải nhiều sai lầm chí mạng. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, tình cảm càng ngày càng thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, có nhiều biến chuyển trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, cần biết cách lắng nghe để rút kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nên hiểu cho những khó khăn của nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, vấn đề nào cũng có thể giải quyết được. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn 19. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường nâu cam. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Cục diện tương hại có thể khiến cho tuổi Thân lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Xem tử vi thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021, bản mệnh dễ chịu nhiều phiền muộn vì chuyện tình cảm chẳng được suôn sẻ như ý. Người ấy và gia đình đều là những người bạn yêu thương, nhưng đôi bên lại chẳng ưa gì nhau, khiến cho mâu thuẫn nảy sinh. Là người đứng ở giữa, con giáp này thực sự chẳng biết phải làm gì để xoa dịu tình hình. Thương quan cũng khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của những chú khỉ dần sa sút. Bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng, con giáp này không đủ tập trung vào công việc của mình, làm việc được chăng hay chớ. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, không tập trung dẫn đến sai lầm. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, tình yêu chưa chắc đã là tất cả. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, phiền muộn vì nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, cần phải chú ý để không tiếp tục mắc sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, có nhiều chuyện không thể gượng ép. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 48. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Bước sang thứ ba tuổi Dậu có được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà thực thần ghé thăm và tạo ra rất nhiều cơ hội cho con giáp này có thể kiếm được bộn tiền từ chuyện làm ăn buôn bán. Con giáp này có sự nhanh nhạy hiếm có khi mà hôm nay dù chưa có dấu hiệu gì rõ rệt nhưng bạn đã nhìn xa trông rộng mà thấy được thời cơ để bung lụa kiếm tiền về tay nhanh chóng. Kim sinh xuất cho thủy, có những chuyện có lẽ bạn không nên quá mức quan tâm mà khiến cho đối phương cảm thấy thiếu sự riêng tư. Vẫn biết chỉ muốn tốt cho nhau nhưng cũng cần để cho nhau có khoảng trời riêng. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, cần tinh tế để không làm người khác tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, nên hiểu cho những khó khăn của nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, không phải cứ chuyện mình cho là đúng thì sẽ đúng. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, đôi khi cuộc sống này xoay chuyển theo hướng hoàn toàn khác. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 67. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường bạc vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021, tuổi Tuất cảm thấy bất lực khi nhìn tiền bạc cứ thế trôi đi theo kẽ tay. Tất cả cũng chỉ vì con giáp này lỡ tin lầm người, kiếp tài ngay lập tức lấy hết những gì bạn đang có. Bản mệnh nên bình tĩnh để cân nhắc trước khi đưa ra những quyết định lớn về tài chính.
Dù là đầu tư kinh doanh hay cho vay mượn, cũng đều phải tính đường lùi cho mình, tính toán xem liệu mình bỏ tiền đi có thu được tiền về hay không. Thủy thổ xung khắc, gia đình tuổi Tuất có thể gặp chuyện lục đục vì tiền bạc. Bạn và người ấy không thống nhất được mức chi tiêu trong nhà, thế nên khi túng thiếu là dễ nảy sinh tranh cãi dù chỉ vì chuyện còn con. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tiền bạc hư hao, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, gia đạo kém an yên, nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, tiền bạc trở thành ngọn nguồn mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nên hiểu biết hơn để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, đôi khi nên lùi một bước để tiến ba bước. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Tuổi Hợi đang gặp cục diện Hợi. Hợi tự hình, hôm nay người tuổi Hợi không làm chủ được cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy buồn bã, bất an và có phần không tin tưởng vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Điều này khiến cho người ấy cảm thấy tổn thương vì sau bao nhiêu yêu thương, hy sinh mà người ấy dành cho những chú heo thì thứ nhận về lại chỉ toàn là những lời nghi ngờ, hiềm khích chứ không phải là tình yêu. Chính quan nhập cục trái với sự sa sút trong chuyện tình cảm, con giáp này lại làm chủ công việc của mình khá tốt và không gặp khó khăn gì trong việc xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, cảm xúc thất thường, dễ gây mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, có nhiều vấn đề về tâm lý chưa được giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, mọi sự thuận lợi hanh thông nhờ biết cách làm việc. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nên học cách bình tĩnh để xử lý. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 6, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu